Xin chào tất cả mọi người, lát léo phim đã quay trở lại rồi đây. Nghe nói phim Nhật không hề có trai đẹp. Nghe nói trai Nhật để tóc kỳ lạ lắm. Có lúc như vậy, nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều người đẹp trai lắm nha mọi người. Như bước ra từ trong truyện tranh vậy. Show vài người xem chơi nào. Coi mấy phim này rồi coi chừng ghiền á nha. Tao nói mê trai đầu thai mới hết. Bộ phim đầu tiên chúng ta mất trí rồi. Phim này mình đã review được một lần rồi á. Phim chúng ta mất trí rồi, cái tên dịch ra nghe có vẻ là lạ. Miêu tả về tình yêu, cuộc sống và nghề làm bánh truyền thống Wagashi. Kogetsuan, một tiệm bánh cổ lâu đời, là nơi mà nữ chính Nao cùng người mẹ của mình sinh sống trong những ngày thơ ấu. Tại đây, Nao đã gặp Tsubaki, con trai của chủ tiệm Kogetsuan. Chàng trai và cô gái đã có những kỷ niệm đẹp và sớm trở thành thanh mai trúc mã, luôn ở bên cạnh nhau. Tưởng rằng tuổi thơ của hai người sẽ trôi qua êm đềm thì bất ngờ biến cố ập đến, chia tách họ. Cha của Tsubaki đã bị sát hại và mẹ của Nao đã bị bắt giữ vì cậu bé Tsubaki đã đứng ra làm nhân chứng, xác nhận mẹ Nao là kẻ giết người. Cuộc đời của Nao từ đó lao vào bể khổ, gặp biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả và trong lòng cô dần hình thành mối căm thù với gia đình của Tsubaki. Thời gian trôi đi, 15 năm sau, Nao đã trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp, tình cờ cô gặp lại Tsubaki và khiến chàng ta phải lòng mà ngỏ lời cầu hôn cô. Nao giờ đây đã sống với một thân phận khác nên Tsubaki không nhận ra thiếu nữ anh đem lòng yêu thương là con gái của kẻ thù. Vì vậy, Nao đã lợi dụng điều này, đồng ý cưới Tsubaki để bước vào Kogetsuan báo thù cho mẹ, tìm hiểu về vụ án mạng năm xưa đang rửa mối oan mà mẹ cô đã chịu đựng bao năm qua trong lao tù. Sự thật về Kogetsuan với những bí ẩn kinh hoàng dần được hé lộ, dẫn Nao và Tsubaki bước vào một hành trình đầy nguy hiểm với biết bao ân oán tình thù. Bộ phim thứ hai, Ngày sắc cầu vồng, hay còn gọi là Nichiro Days. Nichiro Days kể về cuộc sống hàng ngày của bốn người bạn thân thiết với nhau, Natsuki, Tomoya, Keiichi và Tsuyoshi. Họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân bên nhau, cùng nhau làm nhiều chuyện điên rồ của tuổi trẻ. Như những nam sinh bình thường khác thì việc học luôn đặt sau những hoạt động vui chơi, luôn khao khát được tận hưởng khoảng thời gian tuổi trẻ của chính mình. Cặp đôi chính của phim là Natsuki và Anna. Một người thì thích cô bé Anna lớp bên, ngày nào cũng đạp xe thật nhanh để gặp cô, ngay lúc cô xuống tàu để có thể chạm mắt với cô. Được sự thúc đẩy cũng như là cá cược của những người bạn mà anh đã có dũng cảm đến làm quen Anna, nhưng trớ trêu thay bị cô bạn thân Yukirin ngán đường. Cô không muốn mất Anna nên đã ngăn cản bất kỳ người con trai nào đến gần người bạn thân của mình. Từ từ những cặp đôi dần đà tiến triển, họ nhận ra họ cũng nên trưởng thành, nên có những dự định trong tương lai, có mục tiêu để phát triển. Một bộ phim thanh xuân nhẹ nhàng, xem phim này chủ yếu là ngắm trai thôi nha mọi người. Cá nhân mình thì đánh giá bộ này không quá xuất sắc do tiến triển tình cảm khá chậm, nhưng cũng đáng để thử xem á, vì trai đẹp mà. Bộ phim thứ hai,
Thầy giáo quân chủ, hay còn gọi là Thầy ơi em yêu anh, là phiên bản live action của bộ truyện tranh cùng tên do họa sĩ truyện tranh Momoka Koda sáng tác. Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa thầy giáo và cô bé học sinh ngốc nghếch có phần hơi ngờ nghệch. Lần gặp gỡ đầu tiên trong quán ăn Gudon, vì để quên tiền nên cô đã lay hoay, bối rối. Nhưng một anh chàng đẹp trai đã trả giúp cô, bất ngờ thầy đó cũng chính là thầy giáo của mình. Cô bé đã trót phải lòng thầy giáo, đến dạy toán thay của lớp mình, một thanh niên đẹp trai nhưng toát ra vẻ lạnh lùng có tên là Hiromichi Yoshikata. Cho dù cô bé có bị coi là ngốc nghếch đến cỡ nào thì vẫn luôn nhất quyết cưa đổ được người thầy của mình. Kể từ đó, những màn tấn công đầy quyết liệt vào trái tim thầy giáo Hiromitsu của cô bé Ayuha đã bắt đầu. Liệu cô bé có thành công trong việc chinh phục trái tim thầy giáo trẻ hay không? Phim này có năm chính đã từng hợp tác với nhóm Twice của Hàn Quốc cùng quay quảng cáo nha. Xem phim nhìn ống nghiêm túc thôi, nhưng nhảy cũng cú tê phết, mắc cười nữa. Cuộc sống khắc nghiệt của Saiki. Phim Cuộc sống khắc nghiệt của Saiki xoay quanh nhân vật trung tâm là anh chàng học sinh cấp 3 Saiki Kusuo. Saiki không những có một ngoại hình siêu nổi bật với mái tóc hồng và kính xanh, mà còn sở hữu siêu năng lực thoạt nghe đã thấy vô cùng hư cấu, như là thần giao cách cảm, đọc được suy nghĩ của người khác, bẻ cong đồ vật, dịch chuyển tức thời. Dù tài ba có những khả năng mà có thể hủy diệt cả thế giới, nhưng Saiki luôn tự cho mình là một kẻ bất hạnh nhất trên đời. Cậu quyết định giấu kín sức mạnh của mình trước mặt bạn bè để được hưởng một cuộc sống bình yên nhất có thể. Tuy nhiên, Saiki phải làm sao khi định mệnh đưa cậu đến một lớp học hội tụ đủ thành phần và cấp độ của những con người lầy lội nhất thế gian. Cậu có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người và nhận diện họ trong bán kính 200m, thế nhưng anh không thể sử dụng năng lực ấy lên một người, đó chính là Nendo, người mà anh đã xác định rằng không có não kết hợp với chiếc cằm như quả mông to tròn. Nendo có thể làm nhiều thứ mà Saiki không thể nào lường trước được. Anh đã lường trước được những cái rắc rối mà có thể xảy đến từ những người bạn của mình, nhưng rắc rối nhất vẫn là cô bạn Terihashi, cô bạn Kawaii nổi tiếng nhất trường ai cũng gặp, cũng phải hô lên ô đù. Nhưng trước Saiki thì hoàn toàn ngược lại vì khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Thấy phản ứng của Saiki không như mong đợi, cô quyết tâm làm cho Saiki yêu mình và phải thốt lên ô đù mới chịu được. Phim cuối cùng, bí mật lớn nhất, sát nhân trong tiềm thức. Như cái tên của nó, phim này thuộc thể loại trinh thám, khoa học viễn tưởng, điều tra phá án, giật gân bí ẩn nên hơi hách não một tí. Nói ghê ghê, hơi ám ảnh nên mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Vào những năm 2060, người ta phát triển một công nghệ cho phép sử dụng các bộ não còn nguyên vẹn của người để xem lại mọi sự việc người đó đã nhìn thấy trong vòng 5 năm. Công nghệ này đã được áp dụng vào các vụ án nghiêm trọng mà các phương pháp thông thường không làm được. Nó vấp phải nhiều sự phản đối nhưng cũng đạt được nhiều thành công không thể chối cãi. Câu chuyện Seiwan Maki và Aoki thuộc tổ điều tra số 9 được phép dùng phương pháp độc não để phá án. Maki là trưởng phòng, tất nhiên anh đã xem vô số bộ não bệnh hoạn nên giờ nào anh cũng chứa đầy những bí mật có thể dọa người ta, vỡ tim mà chết và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Aoki là người mới, làm việc dưới quyền của Maki. Hai người này sẽ cùng nhau xem phim kinh dị bằng não người để phá các vụ án phức tạp. Những người xem bộ não của người khác sẽ nhìn thấy được những ảo ảnh của họ, thấy cách họ giết người vô cùng kinh khủng. Phim thuộc thể loại kinh dị phá án này á, tôi thấy nó hay nhất bởi nó như bóc lột trần trụi tất cả mọi thứ sâu trong tâm hồn trí não của những con người có suy nghĩ không bình thường. Những người xem những bộ não ấy có thể sẽ có những ám ảnh, suy nghĩ như những sát nhân ấy. Phim được chuyển thể từ bộ manga ăn khách cùng tên của tác giả Reiko Shimizu, nhưng có lẽ tôi nên xem thử bộ manga này vì cái kết của phim này tôi không hiểu gì hết trơn á, mà nghe review thì bộ manga này là BL.
nhưng xem phim không cảm giác nó là BL gì hết. Hơn nữa còn nhiều chi tiết tôi không hiểu lắm. Xin lỗi vì cái sự ngu ngốc này nha. Dù xem phim tôi đã căng hết não rồi.